Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng thầy đã đến ném lửa vào mặt đất và thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên. Thầy còn một phép rửa phải chịu và lòng thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc ấy hoàn tất. Anh em tưởng rằng thầy đến để ban hòa bình cho trái đất. Thầy bảo thật, thầy bảo cho anh em biết không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ, vì từ nay năm người trong cùng một nhà sẽ chia rẽ nhau, ba chống lại hai, hai chống lại ba, họ sẽ chia rẽ nhau, cha chống lại con trai chống lại cha, mẹ chống lại con gái chống lại mẹ, mẹ chồng chống lại nàng dâu chống lại mẹ chồng. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa cộng đoàn, các con thiếu nhi thân mến, ngày hôm qua cha đã chia sẻ cách riêng cho tất cả thiếu nhi chúng con cần tập một nếp sống đi lễ mỗi ngày và đọc kinh sáng tối. Đây là truyền thống đạo đức từ xa xưa để lại. Tập đi lễ mỗi ngày và tập đọc kinh sáng tối, tối trước khi đi ngủ đọc kinh, và sáng thức giấc thì làm dấu đọc kinh để tạ ơn Chúa một đêm đã qua, và xin Chúa chúc lành cho chúng ta một ngày mới. Nếu chúng ta tập được nếp sống này thì chúng ta thật sự đang sống là con cái Chúa. Bao lâu chúng ta còn cầu nguyện hàng ngày, bấy lâu chúng ta còn là con Chúa. Còn bao lâu chúng ta không cầu nguyện, không còn đọc kinh, không còn cầu nguyện, thì đấy là lúc chúng ta đã lìa xa Chúa rồi. Các con thiếu nhi thân mến, chúng con cũng chỉ có đi học ở nhà trường thôi. Một số em thì là đi lễ hàng ngày, những số em khác thì chúng con cũng cố gắng đi, cố gắng tập đi lễ mỗi ngày và đọc kinh sáng tối. Rồi trong bài lời Chúa ngày hôm nay, Chúa Giêsu nói một câu đầu tiên nè. Cha hỏi chúng con xem chúng con có hiểu không nghe. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng thầy đã đến ném lửa vào mặt đất và thầy những ước mong phải chi lửa ấy bùng lên. Vậy thì cha hỏi chúng con, lửa đây là cái gì? Lửa đây là gì? Hỏi người đọc bài đọc một coi. À, con đọc bài đọc một xong đó, này lửa của theo con là gì? Dạ thưa cha, lửa theo con là lòng mến Chúa và thần khí của Chúa Thánh Thần mà Chúa Giêsu đã ban xuống cho trần gian. À, bạn ấy nói rằng là lửa đây là lòng yêu mến Chúa và Chúa Thánh Thần, đúng không? Chúa Thánh Thần cũng hiện đến như là những đốm lửa. Rồi trong một tràng pháo tay để cảm ơn bạn vừa rồi ha. À, dĩ nhiên là lửa có nhiều ý nghĩa, nhưng trong bài tin mừng này thì chúng ta hiểu lửa ở đây đó là lời. Chúa Giêsu đến trần gian này nói lời của Chúa Cha. Chúa Cha nói với thầy thế nào thì thầy cũng nói lại với anh em như vậy. Thế thì Chúa Giêsu nói lời, Chúa Giêsu rao giảng đấy. Một lần kia Đức Giêsu đi chữa bệnh cho người ta, rồi Chúa Giêsu làm phép lò hoa bánh ra nhiều, người ta thích quá thích quá thích quá, thế là người ta giữ Chúa Giêsu lại, không muốn cho Chúa đi đâu cả. Thì Chúa cũng biết là người ta giữ lại để chữa bệnh, để làm phép lạ hoa bánh ra nhiều để trừ quỷ. Nhưng mà Chúa Giêsu nói rằng thầy còn phải đi những làng khác để mà rao giảng, vì thầy đến trần gian này cốt là để làm việc đó. Thế thì lửa ở đây, dĩ nhiên lửa cũng là ơn Chúa Thánh Thần, lửa cũng là lòng mến. Nhưng để có ơn Chúa Thánh Thần, để có lòng mến thì chúng ta phải có lời Chúa. Chúa Giêsu đem lời của Chúa, Chúa Giêsu giảng này. Phúc cho những ai có tâm hồn nghèo khó, phúc cho những ai hiền lành. Hay là Chúa nói anh em hãy tha thứ cho nhau, hay là người ta cứ giấu này mà nhận biết anh em là môn đệ của thầy. Đấy là những lời Chúa Giêsu nói, được ví như là những cái ngọn lửa mà xin cho ngọn lửa ấy nó cháy. Các con thiếu nhi thân mến, một lúc nào đó mà có một câu lời Chúa cháy trong lòng chúng ta đó, thì đấy là tuyệt 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 vời. Không biết các ông các bà lớn tuổi thì có bao nhiêu câu kinh thánh cháy trong lòng chúng ta. Lời Chúa nói như ông Jeremiah đấy, ông nói là khi ông nói lời của Chúa ông nói ra thì nhiều người ta cũng ghét lắm.
Nên là ông ta cũng nói thôi từ nay mình chẳng nói lời Chúa nữa, đi thấy người ta gọi là sống bất công thì Chúa dạy là phải công bằng chẳng hạn đấy, nói lời Chúa ra thì người ta ghét. Thì ông ta nói là thôi từ nay tôi chẳng nói lời Chúa nữa, nói lời Chúa ra người ta không thích nghe. Giống như một số bạn trẻ nói cha hay cha giảng, cha đừng có nói lời Chúa, cha kể chuyện trần gian này. Không, cha mà cứ đi kể chuyện trần gian này thành ông tám bà tám, đâu có được, phải nói lời Chúa. Thế thì là ngôn sư Jeremiah mới nói là thôi tôi không nói lời Chúa nữa vì người ta không có thích nghe. Nhưng mà lời Chúa cứ cháy ở trong tim. Rồi cuối cùng ông cũng vẫn chỉ biết nói lời Chúa thôi chứ không biết nói cái gì cả. Thế thì hôm nay chúng ta học được một bài học rồi nhé. Các con Chúa như thân mến, chúng con cố gắng nghe lời Chúa đi, để lời Chúa như là một hạt giống đấy, thấm vào trong lòng rồi mọc lên, cháy lên. Chúa nói là thầy ném lửa vào trần gian mà chỉ mong lửa ấy cháy lên. Thế giới này còn nhiều và nhiều lắm lắm luôn. Như cha đã kể cho chúng con, cha đi Campuchia. Đất nước Campuchia 1.000 người thì may ra được một người rửa tội. Còn 999 người là không hề biết kinh thánh, không hề biết lời Chúa. Nên là thế giới này còn nhiều bất công lắm, còn nhiều cái tội lỗi lắm. Bao lâu lời Chúa chưa cháy sáng trong lòng người ta thì bấy lâu người ta còn tội. Thế thì qua lời Chúa ngày hôm nay, xin cho lời Chúa thấm vào lòng chúng ta, cháy trong lòng chúng ta. Khi lời Chúa cháy trong lòng chúng ta rồi thì chúng ta mới lan ra cho người khác được.